kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đình Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 3 tháng 10 thì Xuân Đình lại lên cho các bác một cái combo phối ghép hàng bãi Nhật ở phân khúc là 10 triệu đồng. Thì đây là một trong những bộ mà nó chơi được đa năng, tức là các bác có thể nghe được đa thể loại nhạc, nhạc vàng, nhạc sàn hoặc nhạc không lời trên những cặp loa cũng như chiếc âm mi phối ghép này rất là hay. Bên cạnh đó, nếu như bác làm nghêu ngao karaoke gia đình thì các bác chỉ cần lắp thêm một chiếc van cơ hoặc một chiếc van số trên chiếc âm lý này khi phối ghép cùng với cặp loa là hát rất là tuyệt vời. Cả một bộ này thì Xuân Đình đang bán mức giá là 10 triệu đồng, một trong những cái phân khúc tầm tiền rất là đáng chơi, mà loa cũng như âm ly thì đều là hàng bãi Nhật còn nguyên zin. Chiếc âm ly này là dòng âm ly Xuân Xui AO405, màu mặt phai nhôm màu vàng chanh, còn khá là đẹp. Vận chuyển về nó chỉ hơi chảy một chút xíu ở núm thì Xuân Đình sẽ bán rẻ cho các bác. Và cặp loa phối ghép cho các bác là cặp Onkyo D66 đàn em của D77, giá thành thì rẻ bằng một nửa, còn đâu là cái cấu hình loa thì tương đương như nhau, nó chỉ khác là dòng 77 cái bát nó to hơn một chút và là bát 32, còn dòng 66 này thì nó là bát 26,5. Nhưng những cặp loa này cặp loa chịu tải tốt nên các bác có thể nghe nhạc cũng như karaoke gia đình thư giãn rất là hay. Và dòng này thì nó cũng không kém về âm ly, và Xuân Đình lựa chọn cho các bác để phối ghép là những dòng mà khi ghép vào nó hợp thì nó ra được cái chất âm rất là hay. Đầu tiên sẽ quay cho các bác chiếc âm ly Xuân Xui. Chiếc âm ly này thì mặt tiền còn khá đẹp, mặt phai nhôm màu vàng chanh size 43, chỉ nhất là vận chuyển về nó có bị chảy cái núm này, chảy tí ti thôi, còn nó tổng quan thì nó vẫn là đẹp đang keng, kể cả là nội thất bên trong. Sau này đánh hai cầu loa AB và A cộng B trở kháng từ 4 ohm, có chỉnh ba tép ba lăng. Sau bên này thì nó có hai chế độ, nếu như bác để chế độ nó lớp 1-2 này thì nó sẽ ra được tiếng bát, còn nếu như bác để chế độ bát bót này tức là ra tiếng trống, thì tùy theo cách mà mình sử dụng. Phía bên trên này là direct, nếu như bác để up thì bát chép có tác dụng, còn nếu như để on thì sẽ không có tác dụng bát chép nữa, nên các bác không sử dụng thì xoay sang âm. Bên này là các đường vào CD tuner, phono là dành cho đĩa thang. Còn dưới này thì là đường ra không quan trọng. Đây là một trong những dòng cũng khá là hiếm của hãng Xuân Xui sản xuất, mà thiết kế thì dòng này gọi là dòng đời cao, mặt phai nhôm vào bằng chanh, nó chẳng khác gì như những dòng Xuân Xui 657 MRXR. Dòng này thì nó chạy 4 số than và nội thất bên trong thì cũng rất là gấu, máy móc thì còn nguyên zin và đẹp leng keng. Toàn bộ sử dụng tụ ENA này. Đấy, cái tiếng của những dòng này nó rất là sạch, máy móc nguyên zin tuyệt đối và đẹp len keng. Bình thường những chiếc âm ly này thì thị trường anh em đang bán khoảng tầm trên 4 triệu, dao động từ 4 triệu rưỡi đến 5 triệu, nhưng mà Xuân Đình bán cho bác chiếc âm ly nó bị chảy, Xuân Đình bán cho bác mức giá là 3.500.000 đồng, gọi là 3.500.000. Công suất là 160W rất là khỏe. Các bác ghép với những dòng loa Pioneer Xuân Xui Onkyo đánh rất là hay, các cái phần giắc cắm nó rất là mới. Đây, 100V công suất 160W Margin Japan. Mức giá là chiếc âm ly Xuân Xui 405 màu vàng chanh chỉ có 3.500.000 đồng. Còn cặp loa Onkyo D66 này thì nhà Xuân Đình cũng bán khá là nhiều mà về thường xuyên. Lần này thì nó rất là vừa với tiền các bác, và dòng này chơi được đa dạng, bát 26,5 kiềng xương đúc gân mút màng carbon. Đấy, tiếng bát dòng này nó rất là đực, một chung 10 và một tép đôm titan. Đấy, dòng này có tiếng tép rất là sáng, bát dòng này rất là lực, hệ thống phân tần cũng như góc cạnh thống loa rất là đẹp, căng cước còn nguyên zin, và đây là căng zin của loa luôn. Cặp loa này thì nó có kích thước là chiều cao tầm khoảng độ 60, chiều ngang khoảng độ 35 và chiều sâu khoảng độ 28. Loa thì còn khá đẹp, nguyên zin mộc mạc. Cặp loa này thì nó có độ nhạy 91 dB. Đấy, trở kháng là 6 ohm, công suất là 160W một loa, lỗ thông hơi phía đằng sau. Loa thiết kế là bên trái bên phải đầy đủ hết, nặng 14 cân một thùng. Với những cặp này thì các bác chơi rất tốt những diện tích phòng từ 30 đến 40 m2, tiếng dòng này rất là sáng và lại vừa túi tiền. Cặp loa Onkyo D66 này thì cửa hàng Xuân Đình bán cho các bác mức giá chỉ có 6.500.000 đồng.
và cả một bộ này thì tổng giá trị của nó là 10 triệu cả bộ. Là các bác về cắm vào điện 100 là các bác sử dụng là ok rồi. Và chơi rất tốt, phòng 30-40 m². Nếu như hát karaoke thì lắp thêm vang cơ vang số là bộ này cũng hát được. Hát như bao gia đình rất hay. Mọi thông tin chi tiết thì các bác cứ liên hệ cho Xuân Đình theo số điện thoại là 0395 727 582. Và địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng Xuân Đình đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Xin kính chào và hẹn gặp lại.